chị đi dự hội thảo đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, cho phép em phỏng vấn chị một vài câu nha. Dạ, dạ. Chị tên là gì ạ? Dạ, em tên là Kim Ngân ạ. Dạ, hiện tại chị Ngân đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng. Dạ, tại sao chị biết đến hội thảo Inland của Nhật Khoa Quốc tế Daisy? Trước thì em có từng làm răng ở Daisy rồi và em thấy là trang fanpage của mình. Nên là hôm nay em có cái tin thông báo của fanpage mình là hôm nay sẽ có hội thảo. Nên là em đến em dự. Dạ, chị cảm nhận như thế nào về sự kiện của bên em ngày hôm nay? Dạ, em thấy thì sự kiện rất là hoành tráng nè. Và cái đội ngũ y bác sĩ bên mình cũng rất là chuyên nghiệp ạ. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ em mời chị vào hội thảo nha. Chào đón toàn thể quý khách hàng, quý đối tác đang có mặt tại sự kiện hội thảo Inland và những điều bạn chưa biết được tổ chức bởi Nha khoa Quốc tế Daisy, hệ thống nha khoa tiêu chuẩn châu Âu trực thuộc tập đoàn DVA. Vâng, xin chào cả nhà Daisy Cần Thơ. Thì vấn đề mất răng là vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi. Thì ngoài ra thì ở lứa trẻ bây giờ tình trạng mất răng cũng rất là nhiều. Thì phương pháp Inland được ra đời để nhằm giải quyết những cái vấn đề đó. Mà những cái phương pháp truyền thống như là cầu răng sứ hoặc là tháo lắp chưa thể giải quyết được. Vì thế thì Nha khoa Daisy tổ chức hội thảo là Inland và những điều bạn chưa biết để giúp khách hàng giải quyết những cái nỗi lo và những cái băn khoăn đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với phần bốc thăm trúng thưởng và chúng mình xin mời vị khách hàng đầu tiên. Và kính thưa quý vị thân mến, hội thảo Inland và những điều bạn chưa biết ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Một lần nữa Trúc Linh xin đại diện cho ban tổ chức chương trình và Nha khoa Quốc tế Daisy xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn tin yêu, luôn đồng hành và dành thời gian quý báu của mình đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.